Hello, xin chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Khải Nguyên Vlog nha anh em ơi. Clip này thì một clip mình sẽ chia sẻ cho đến toàn thể anh em về một con lưng của một bạn trên kênh là Trần Phúc Thịnh nha anh em nhé. Hôm bữa mình đã quay cho các bạn xem một con lưng mọi rảnh sừng rồng rồi, con lưng mà loại hai tấc anh em. Thì nó đã vẽ hoa văn và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em con lưng nó đã lên lông màu nào và như thế nào nha các bạn. Thì con lưng này thì em này cũng gọi là một người cũng đang có tài năng làm trong những em lưng mini ra hồn rất là đẹp. Và kênh em đó thì đây, Trần Phúc Thịnh. Anh em vào đăng ký và subscribe kênh ủng hộ dùm em nó để có nhiều động lực hơn nha các bạn. Và mình nói chứ con lưng này thì không phải do mình làm các bạn. Nên em đó quay clip thì gửi lại cho mình để mình chia sẻ đến toàn thể anh em luôn. Con này là loại 2 tấc. Hoa văn thì vẽ như đầu lớn luôn, làm từ từ như một cái đầu lớn và đây là dạng mini thu nhỏ thôi. Và mình mong các bạn xem clip này, các bạn nhớ ủng hộ cho mình và chia sẻ clip này cho nhiều người xem hơn. Và mình cũng có làm những video ẩm thực, nếu anh em mà thấy hay hoặc gì thì anh em cứ ủng hộ cho mình nhiều nhiều và các bạn, mình sẽ luôn sang sản xuất những video hay hơn cho anh em nữa. Trong thời gian sắp tới này có thể một ngày mình sẽ sản xuất một cái video để các bạn cùng nhau ủng hộ cho mình để mình có thể ra nhiều clip hay hơn anh em. Và bây giờ không liên thi nữa, giờ mình sẽ cho các bạn xem về cái đầu lưng đó là sẽ như thế nào nha anh em nhé. Anh em xem anh em thấy có hay không các bạn ơi? Các bạn có thấy con lưng của bạn này có thiệt sự là chất không anh em? Mình xem mà mình còn ghiền nữa đó các bạn ơi. Em này đúng là một trong những người tài năng làm con mini. Anh em thường thấy những con lưng lớn sừng rồng thôi. Và đây là em này làm con mini. Và trong thời gian đây thì mình mới kêu bạn nó mới, em này mới quay cho mình để mình chia sẻ cho anh em, cho nó hoàn thiện một cái video hay hơn để phục vụ cho các bạn. Và các bạn xem có gì thì các bạn hãy góp ý phía dưới để em nó có thể thực hiện những video hay hơn nữa nha các bạn. Những lần góp ý của anh em là coi như những động lực của cho mình và của bạn Thịnh đó, có nhiều động lực để làm nhiều video hay hơn, hấp dẫn hơn và sẽ ra được nhiều những sản phẩm hay đến toàn thể các bạn. Mình sẽ cố gắng hơn. Nếu các bạn cũng ủng hộ cho mình để sau này mình có thể làm một con như vậy khoảng lớn đi để mình cho anh em chiêm ngưỡng. Và anh em hãy nhớ đăng ký ủng hộ cho mình, giúp mình lên 6k sub để mình tổ chức những phần quà mini game sắp tới nữa nha các bạn ơi. Đang có nhiều nhà tài trợ chuẩn bị tài trợ cho mình làm những phần quà mini game sắp tới nữa. Nếu anh em hãy ủng hộ thì nhớ đừng quên cho mình một like, một subscribe và một chia sẻ. Và một cái chuông để thông báo khi xem những video mới nhất của mình. Và nhớ comment những video của những sở thích của anh em nhé. Và sau này mình sẽ chọn ra những bạn mà comment video mình nhiều nhất và được nhận mình cho nhiều team nhất thì mình sẽ tặng quà cho anh em đó. Nên anh em hãy nhớ luôn góp ý những phần ý kiến cho mình để mình thả team cho anh em nhé. Và video mình sẽ xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like, đăng ký và nhớ nhấp chuông và để xem những video mới nhất của mình. Và mình là Khải Nguyên Vlog, xin chào hẹn toàn thể anh em và những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye và hẹn các bạn vào video ngày mai nha.